Ok, chào bạn Diệp Phát đây. Đây là đồ án Diệp Phát vừa mới hoàn thành, đồ án trung tâm thể thao duy nhất với quy mô 2.500 chỗ. Thì đây sẽ là video Diệp Phát sẽ cho các bạn nhìn thấy quang cảnh từ bên ngoài đi đến vào bên trong. Ok, để không tốn thời gian của các bạn nữa. Các bạn bắt đầu theo dõi video nào. Thank you.
Vâng, và đó là toàn bộ quang cảnh xung quanh của cái trung tâm thể thao dưới nước đây. Và bây giờ Diệp Phát sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo, đó là về những phối cảnh, tiểu cảnh và cả layout dàn bài của cái đồ án này. Mời các bạn theo dõi. Thank you. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.